Này thiện hiện trong kho báu lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, không nói có pháp nào là thiện, là chẳng phải thiện, là thế gian, là xuất thế gian, là hữu lậu, là vô lậu, là có tội, là vô tội, là tạp nhiễm, là thanh tịnh, là hữu vi, là vô vi. Này thiện hiện vì nhân duyên này, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy được gọi là kho báu pháp lớn vô sở đắc. Này thiện hiện trong kho báu lớn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng nói mảy may pháp nào là có thể nhiễm ô. Vì sao? Vì không có mảy may pháp nào có thể nhiễm ô. Này thiện hiện vì nhân duyên này, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy được gọi là kho báu pháp lớn không nhiễm ô. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không khởi tưởng, không phân biệt, không thủ đắc, không lý luận thế này: ta đang hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, ta đang tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì Đại Bồ Tát ấy có khả năng tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật, cũng có khả năng gần gũi lễ kính phụng sự chư Phật từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, du hóa khắp các cõi Phật, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, tu các hạnh Đại Bồ Tát, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với tất cả pháp, chẳng thuận, chẳng trái, chẳng dẫn, chẳng bỏ, chẳng thủ, chẳng xả, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng một, chẳng khác, chẳng đến, chẳng đi, chẳng vào, chẳng ra, chẳng tăng, chẳng giảm. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng vượt cõi dục, chẳng ở cõi dục, chẳng vượt cõi sắc, chẳng ở cõi sắc, chẳng vượt cõi vô sắc, chẳng ở cõi vô sắc. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với bố thí Ba La Mật Đa, chẳng cùng chẳng bỏ, đối với tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, Bát Nhã xảo nguyện lực trí Ba La Mật Đa, chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với pháp không nội, chẳng cùng chẳng bỏ, đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh, chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với chân như chẳng cùng chẳng bỏ, đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với thánh đế khổ chẳng cùng chẳng bỏ, đối với thánh đế tập diệt đạo chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với bốn tịnh lự chẳng cùng chẳng bỏ, đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với tám giải thoát chẳng cùng chẳng bỏ, đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với bốn niệm trụ chẳng cùng chẳng bỏ, đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với pháp môn giải thoát không chẳng cùng chẳng bỏ, đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với mười địa Bồ Tát chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với năm loại mắt chẳng cùng chẳng bỏ, đối với sáu phép thần thông chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với mười lực Phật chẳng cùng chẳng bỏ, đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với pháp không quên mất chẳng cùng chẳng bỏ, đối với tánh luôn luôn xả chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với trí nhất thiết chẳng cùng chẳng bỏ, đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng cùng chẳng bỏ, đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế,
đối với quả dự lưu chẳng cùng chẳng bỏ, đối với quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế, đối với quả vị độc giác chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế, đối với tất cả hạnh đại bồ tát chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế, đối với quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật chẳng cùng chẳng bỏ. Này thiện hiện bát nhã ba la mật đa như thế, chẳng cùng pháp thanh văn, chẳng bỏ pháp dị sanh, chẳng cùng pháp độc giác, chẳng bỏ pháp thanh văn, chẳng cùng pháp chư Phật, chẳng bỏ pháp độc giác, chẳng cùng pháp vô vi, chẳng bỏ pháp hữu vi. Vì sao? Này thiện hiện, hoặc Phật xuất thế, hoặc không xuất thế, các pháp như thế thường hằng không biến đổi. Tất cả Như Lai đẳng giác hiện quán pháp tánh, pháp giới, pháp định, pháp trụ, bậc đẳng giác đã tự hiện quán rồi. Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị phân biệt rõ ràng, khiến cùng ngộ nhập lìa các vọng tưởng phân biệt điên đảo. Bấy giờ vô lượng trăm ngàn thiên tử ở trong hư không vui mừng nhảy nhót, đem các hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng sẵn có ở cõi trời, mùi thơm vi diệu và các loại hương bột rải trên Đức Phật cùng nhau vui mừng đồng thanh sướng rằng: Chúng con hôm nay ở châu Thiệm Bộ thấy Phật chuyển pháp luân mầu nhiệm lần thứ hai. Trong đây có vô lượng trăm nghìn thiên tử nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa cùng lúc chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Bấy giờ Phật bảo cụ thọ thiện hiện, pháp luân như thế chẳng phải chuyển lần thứ nhất, chẳng phải chuyển lần thứ hai. Vì sao? Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế đối với tất cả pháp chẳng do chuyển, chẳng do hoàn mà xuất hiện thế gian. Vì sao? Vì vô tánh tự tánh không. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì những pháp nào vô tánh tự tánh không nên Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế đối với tất cả pháp chẳng do chuyển, chẳng do hoàn mà xuất hiện thế gian. Phật dạy: Này thiện hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa và tánh của Bát Nhã Ba La Mật Đa là không vậy. Vì tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa và tánh của tịnh lự cho đến bố thí ba la mật đa là không. Này thiện hiện, vì pháp không nội và tánh của pháp không nội là không. Vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tánh của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh là không. Này thiện hiện, vì chân như và tánh của chân như là không. Vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, vị pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tánh của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là không. Này thiện hiện, vì thánh đế khổ và tánh của thánh đế khổ là không. Vì thánh đế tập diệt đạo và tánh của thánh đế tập diệt đạo là không. Này thiện hiện, vì bốn tịnh lự và tánh của bốn tịnh lự là không. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc và tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không. Này thiện hiện, vì tám giải thoát và tánh của tám giải thoát là không. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là không. Này thiện hiện, vì bốn niệm trụ và tánh của bốn niệm trụ là không. Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và tánh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là không. Này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không và tánh của pháp môn giải thoát không là không. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Này thiện hiện, vì mười địa Bồ Tát và tánh của mười địa Bồ Tát là không. Này thiện hiện, vì năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là không. Vì sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần thông là không. Này thiện hiện, vì mười lực Phật và tánh của mười lực Phật là không. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng,
và tánh của bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng là không. Này thiện hiện, vì pháp không quên mất và tánh của pháp không quên mất là không, vì tánh luôn luôn xả và tánh của tánh luôn luôn xả là không. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết và tánh của trí nhất thiết là không, vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không. Này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà La Ni và tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni là không, vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa và tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa là không. Này thiện hiện, vì quả dự lưu và tánh của quả dự lưu là không, vì quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán và tánh của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là không. Này thiện hiện, vì quả vị độc giác và tánh của quả vị độc giác là không. Này thiện hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát và tánh của tất cả hạnh đại Bồ Tát là không. Này thiện hiện, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tánh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không. Này thiện hiện, vì những pháp ấy vô tánh tự tánh không, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế đối với tất cả pháp, chẳng do truyền, chẳng do hoàn mà xuất hiện thế gian. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát là Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì đạt đến tự tánh không của tất cả pháp, tuy đạt được tự tánh của tất cả pháp đều không, nhưng các Đại Bồ Tát nhân Bát Nhã Ba La Mật Đa này mà chứng quả vị giác ngộ cao tột và chuyển pháp luân nhiệm màu độ vô lượng chúng. Tuy chứng quả vị giác ngộ nhưng không có đối tượng chứng đắc, chứng pháp không chứng, chẳng thể nắm bắt được. Tuy truyền pháp luân nhưng không có đối tượng truyền, pháp hoàn chẳng thể nắm bắt được. Tuy độ hữu tình nhưng không có đối tượng độ, pháp thấy, chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, việc truyền pháp luân rốt ráo chẳng thể nắm bắt được, vì tất cả pháp đều vĩnh viễn chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải trong pháp không vô tướng vô nguyện lại có thể có việc năng truyền và năng hoàn. Bạch Thế Tôn, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nếu có khả năng tuyên thuyết khai thị phân biệt rõ ràng như thế, khiến dễ ngộ nhập, thì gọi là thiện tịnh tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trong đó hoàn toàn không có người nói và người nhận, đã không có người nói và người nhận, thì các người chứng cũng chẳng thể nắm bắt được, vì không có người chứng cũng không có người đắc niết bàn. Ở trong pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa khéo nói này, cũng không có phước điền, người cho, người nhận và vật cho, đều là tánh không.